với vợ nha. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là 6 giờ tối ở Sài Gòn nha. Hiện tại thì mình đã có mặt ở địa chỉ là 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4. Đó. Thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi ăn ở quán Dậu Ký, quán cơm rồi hủ tiếu xào chú mặt mọi người. Đó, giá cả nè. Thì mình đợi anh chủ quán từ 5 giờ mấy tới giờ, và 6 giờ thì anh chủ quán mới ra. Thì bây giờ mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người về giá cả và món ăn nhìn coi nó như thế nào, có giống vậy không nha. Ở phía cái quán thì nằm ở dưới chân cầu Kinh Tẻ, quận 4. Đó. Đó. Bây giờ là đúng 6 giờ mọi người. Đó. Anh đầu bếp thì mới lại nè, đang còn trong quá trình chuẩn bị các món chảo rồi bếp ga bơm của này, như là của người Hoa nè. Bàn ghế mình ngồi ở đây và có người đợi nãy giờ với mình rồi, khoảng tầm gần nửa tiếng rồi. Ở đây là mình đỡ giờ Hoa vào đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Đây là cái bếp bơm của giờ Hoa mọi người, chơi lửa khò lớn. Mình là người Việt hay người Hoa anh ha? Người Hoa. Dạ. Anh là người Hoa mà. Dạ. À, anh là gốc người Hoa luôn. Thường là mình đúng 6 giờ mình bán hả anh? Đúng rồi. Dạ. Đúng 6 giờ bán đó mọi người. Rồi mình đợi ảnh chuẩn bị xíu. Mình thấy có một cái ống dẫn cho hôi vô nè mọi người. Đó. Hả? Ồ. Bột năng tỏi nè, còn đây là mỡ mọi người. Dầu. Wow. Mình cũng chưa hiểu là cái này mình làm cho nóng chảo hả anh? Dạ. Mình cũng quay quán người Hoa nhiều nhưng mà nhiều ít khi là mình quay khâu chuẩn bị như thế này lắm. Đó. Cái chảo kia là anh làm nóng rồi đó. Oh. Rồi lấy sườn da chi luôn mà. Có gà. Cái mâm hủ tiếu mọi người thịt. Rồi mình bán là 6 giờ tới mấy giờ anh? 10 giờ. Dạ 10 giờ. 1 giờ sáng. 1 giờ. Dạ. Là mình bán tất cả các ngày trong tuần luôn anh. Dạ. Anh bán từ 6 giờ chiều à? Dạ. Chuyên nghiệp luôn mọi người.
Dạ, một dĩa lắp cẩm là bao nhiêu anh ha? 35 ngàn. Dạ, có 35 ngàn thôi. Có lá viên, mực, cơm, dạ, thịt heo, da dạ, heo, dạ, gan heo. Dạ, có 35 ngàn thôi. Cho bột năng mọi người ạ. Một cái chai dầu mè nè, một chai tương nè. Ồ, thơm phức luôn. Cái này nuôi sót mình làm sao đúng không anh? Dạ. Đây, cái khẩu nước sót nè mọi người ạ. Một dĩa thập cẩm chỉ có 35 ngàn thôi. Cái đó là món sườn sạch chua ngọt. Đây có tôm, có gan, có cực, có da heo, có thịt bò viên. Dạ, 8 món luôn. Mà 35 ngàn thôi. Dạ. Hủ tiếu sao giòn với sao mềm là giá bằng nhau hả chị ha? Dạ. Còn chi nó sót mọi người ạ. Trời ơi, một dĩa đẹp ụp luôn. Quá bình dân luôn rồi. Hai người có món đầu tiên luôn. Nè, hải sản nè, tôm mực nè, mực trắng nè, cá viên nè, mực đen nè. Này thịt cẩm hải sản cùng chiên, còn này gan. Này bò, này da heo. Dạ. Này là thịt heo. Dạ. Này là thịt cẩm con Dương Châu. Dạ. Này là bò lát. Dạ. Còn này là lạc xưởng với lại xá xíu á. Dạ. Cái hủ tiếu thập cẩm là mình sẽ 1 2 3 4 5 6 7 à. 7 món. Dạ. Dạ dạ. Rồi, thập cẩm 7 món mọi người ơi. Nguyên liệu tươi quá trời luôn. Ngày nào làm ngày đó em không có không có được chợ. Dạ. Hết giờ rồi con. Quán bây giờ mới ra heo đi. Cũng là đi vàng hả? Không phải ra heo đi vàng. Đây là mình phân chia ra từng phần đó con. Để dễ á, có khi dạ, ta không ăn này ăn cái kia mình dễ dạ, lộn. Cái đó mình đang phân chia thập cẩm á. Ở này là thập cẩm con dạ, chiên, con dạ, chiên hải sản. Cơm gà số mỡ cũng 35 ngàn luôn anh. Dạ. Quá bình dân rồi. Thường thì mình đi quay cái quán người Hoa nhiều lắm. Mà giá mà mình thấy giá như thế này là rất là bình dân luôn. Một trong những quán giá rẻ của người Hoa mọi người. Còn về chất lượng thì tí mình sẽ thử.
Đó, vì thấy anh này làm cực kỳ chuyên nghiệp. Dày thế này thôi, nhưng mà đặt xe thì mọi người để bên đây đó. Nhưng mà mình ấn tượng về cái phong cách của anh bếp ở đây, anh làm cực kỳ dứt khoát và chuyên nghiệp. Cái này là món sườn xào chua ngọt. Dạ, sườn chua ngọt 40.000 đúng không anh? Dạ. Để em thấy hồi nãy là 5 giờ là có khách lại rồi. Em 5 rưỡi em đợi anh đó. Là chủ nhật rằm mùng 1 mình vẫn bán luôn. Rồi chú ngọt về luôn nè. Dạ. Gà sẽ mở. Gà sẽ mở 35.000 anh. Ồ, to quá trời. Người thông cảm là anh đứng ở phía trong và đứng phía ngoài nên nhiều khi anh nói mọi người không nghe được. Mực sợ sẽ tới rồi. Quay cho người xem. Cái đùi góc tư nhưng mà có 35.000 mọi người. Ôi rẻ quá. Tình dân luôn. Món mực xào sà tế. Đây là dĩa cơm mấy phần hả chị? Này dĩa cơm 50, dĩa cơm con trâu 50, dạ. Dĩa lớn à. Dạ. Dĩa nhỏ là 35 nhỉ? Rồi cái dĩa này chắc khoảng từ 2-3 người ăn ha. 3 người ăn mấy. Dạ, chỗ quá trời bự luôn. Ồ, ở đây vừa có hủ tiếu mềm mà giòn nằm chung được không anh? Người ta đi ăn hủ tiếu mềm. À. Một tí nữa mình ăn cái phần này mọi người.
vài cái này nữa mình đợi món mình ăn mọi người ơi. Món nóng quá trời luôn. Các bạn giá đó là đúng. Rồi cái này là hủ tiếu thập cẩm nè, đó thấy chưa? Hủ tiếu thập cẩm mọi người ơi. Dạ. 35.000 các mọi người, mình sẽ quay tôm mực. Da heo. Ghen mọi người. Thơm quá trời luôn, mình lại nghe cái thơm mùi áp chảo. Cái này con mẫu lắm hả? Tới là bộ lắm á. Con mẫu lắm. Nhìn như ngọt. Bên đây. À, resort anh đang chuẩn bị làm cho cũng chính đó mọi người. Đó. Nãy đầu video thì mình cũng có quay resort cho người xem. Hủ tiếu xào nè. Mới có bò nha. Còn chỉ dành cái 35.000 thôi đó mọi người. Quá chất lượng. Rồi hiện tại là mình đã kêu được hai dĩa, một cái dĩa mì xào thập cẩm, một cái dĩa hủ tiếu xào thập cẩm của người Hoa mà chỉ có 35.000 thôi, trời ơi vô cùng bất ngờ luôn. Còn này là cơm gà xoái mỡ cũng 35.000 thôi, cái dĩa này không phải nhỏ đâu nha, dĩa bằng sứ mà to lắm, nhìn vệ sinh lắm, có điều là quá đông và phục vụ không kịp mọi người ơi. Đó đây hủ tiếu xào thập cẩm, một trong những quán của người Hoa mình quay giá cực kỳ bình dân và cực kỳ rẻ luôn. Nguyên liệu thì mọi người xem hồi nãy mình có quay cận cảnh đó, giờ mình sẽ lấy ra mình ăn, mình thử nước sốt coi như thế nào. À quên, nữa mình sẽ quay trên bàn nữa nè. Ở trên bàn thì sẽ có một cái chai giấm tiều, một cái chai nước tương hương Việt, tương ớt, có những cái chén á, tại vì khi mình đi gia đình sẽ có những cái chén này, ớt sắc nè, rồi có sa tế nữa. Ok. Xịt xà mọi người. Thử cái nước nè. Mình nghe cái mùi khét mùi áp chảo á. Mình cực kỳ thích cái món mà hủ tiếu xào của người Hoa luôn. Đậm đà, gia vị vừa ăn luôn. Đó, cái nước nè. Xịt xà. Rồi. Cái bánh hủ tiếu đây. Anh chị các bạn nào mà chưa biết bánh hủ tiếu người Hoa thì nó là như vậy. Đây. Cái bánh hủ tiếu nó to bự như thế này nè,
bự hơn cái bánh phở nữa. Thơm, thơm mùi áp chảo. Mà nó không bị rụt mọi người, bánh còn dai nè. Lâu mềm vừa phải. Mới giờ làm ra luôn, còn giữ đầu nấm. Độ dai dai của bánh hủ tiếu nó không phải mềm rụt. Hôm nay bếp cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Tôm nè. Đó. Dê heo nè. Bực nè mọi người. Đó. Quá trời luôn mà chỉ có 35 nghìn. Mình thích cái sần sạt cái nước á. Mẹ thấy miếng gan của tôi không? Không khói rồi. Miếng gan mình ăn vào mình cảm giác nó tươi, bùi bùi. Da heo. Giờ tan trong lửa mới luôn. Miếng mực. Giòn cái luôn nha. Tôm ở đây thì người ta chưa có lọc vỏ. Có thịt con tôm trắng tinh và tươi rói. Mình ăn vào một cảm nhận có được dai ngọt. Dai ngọt của tôm. Wow. Rồi cho mình thử một cái dĩa cơm gà xóa mỡ mọi người, 35 ngàn. Tơi rồi. Tơi rồi. Khô. Thử cơm. Cái mùi áp chảo không quá rõ. Cơm mềm. Thấm vị luôn. Trời. Quá trời luôn. Cái đùi nè. Quẻ hoa người ta có cái những cái thực làm. Sẽ xé cái đùi ra cho mình. Trời ơi. Gà nó vị mặn mặn ngọt ngọt. Cái thịt gà mềm ngọt và nó chín tới bên trong luôn á. Đó, mọi thấy không? Chín tới xương luôn. À, thấy đã chưa? Wow, đây là mì xào giòn à. Dạ, của cái chị đang ngồi gần trung bàn mình. Tại hết bàn. Rồi ăn đi chị. Dạ. Cái gà. Cái này á khi mà ăn á mình phải lấy đũa để trộn cho nó đều. Cái sốt đó. Dạ. Nghe ngon. Để trộn đều lên. Dạ. Rồi. Cái gà mà nó ngọt tới xương luôn. Để trộn đều lên. Dạ. Cái quán này á, chị con trên mạng á, là ông này hồi xưa làm ở nhà hàng. Dạ. Thì dịch Covid mới nghỉ ở nhà, bán chức cửa nhà. Dạ. Biết nhà này có phải là nhà của anh không? Chị con trên mạng kia chứ. Dạ. Ăn nha. Dạ. Ai ăn mì hay là một xào
đầu á thì lấy cái muối trộn lên, còn ở đây không phải mỗi dĩa ăn nấu, bởi vậy rất là ngon, nó sẽ nóng hổi. Trời đúng rồi, mọi dĩa vậy nào, mọi dĩa nào nấu gì đó. Đúng rồi, nó sẽ nóng hổi. Dạ. Vậy ăn nha em. Dạ, chúc chị ngon miệng. Quay chị nha. Hôm nay đi ăn gặp được một khán giả nữ, fan của mình tặng mình hai trái ổi mọi người ơi. Anh chị các bạn thân mến, thì trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì mình cũng có mặt ở quận 4 để chia sẻ cho mọi người về quán Dậu Ký, cơm của chú Mặt, cơm gà rồi hủ tiếu của người Hoa mọi người. Đó. Làm mình vô từ cái lúc mình 6 giờ tới bây giờ mình thấy anh chủ quán vẫn còn là tới giờ luôn. Mình thấy không có thời gian anh uống nước luôn. Quán cực kỳ đông và chất lượng thì theo cảm nhận của mình cực kỳ chất lượng và giá rất là bình dân, chỉ có 35.000 thôi. Anh chị các bạn mình thấy như thế nào thì để là phần bình luận bên dưới nha. Anh chị các bạn mình nếu mà quan tâm với chuỗi video ẩm thực quận 4 á, thì mình lướt ở phần bình luận đâu, mình có ghi những cái thông tin hết luôn. Còn bây giờ thì xin mấy ba vàng gặp lại hẹn người vào những video tiếp theo. Đó là không gian quán thì đông liên tục